sữa ngày mừng thay xã hội yên bình, nhà nhà yên ấm phồn vinh. Kính thưa ban tổ chức, quý đại biểu và quý khán giả, chúng tôi đại diện cho câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, cũng là đại diện cho thành viên của đội phòng chống bạo lực gia đình của đơn vị phường 3. Tôi Huỳnh Thị Phượng, chủ nhiệm câu lạc bộ. Tôi Cao Văn Tấn, phó chủ nhiệm. Tôi Bùi Quốc Đăng, thành viên. Quỳnh Thị Ánh Nga, thành viên. Tôi Đoàn Thị Ngọc Sương, thành viên. Tiếng khóc của mình có người thấu hiểu, tiếng lòng của mình
đồng chí. Hai vợ chồng cùng dẫn tay nhau dẫn con tập đi, hay là dõi mắt theo nhìn con đường đời mà con mình đã chọn, đó cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc là được ân cần bên nhau, vươn tay là tới, mở mắt là nhìn theo bóng hình nhau. Đã lâu rồi chưa nghe tiếng mình ơi, em nhớ lắm những lời yêu thương ấy, nhẹ nhàng thôi mà lòng sao ấm lạ. Mình quên rồi em chờ thấy cô đơn, mình nhớ không bao đêm thức canh trường, lời tâm sự dường như chưa nói hết. Mình bên nhau chưa khi nào mỏi mệt, nhớ nhiều em quên hết thời gian, không màng sang giàu tơ lụa nhung gấm đắm say bên ngoài, làm hạnh phúc mong manh chớ nên nghi nan ghen hờn. Tình vợ chồng khó mong bền lâu, dẫu cho nắng mưa dãi dầu, dù giàu nghèo vẫn tay cầm tay, đặng cài muôn vàng trong ngàn dòng bão, vẫn luôn dịu dàng vững lòng vững kho có nhau trong đời. Thì ngày khi duyên tình phối phai đẹp bền lâu, hoa hồng ngã thương. Vâng, đối với tôi đơn giản hạnh phúc chỉ bằng hai chữ mình ơi. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, quý khán giả, thông điệp mà đơn vị phường 3 muốn gửi đến nhân ngày liên hoan của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, đội phòng chống bạo lực gia đình của thành phố Mỹ Tho năm 2024